Dĩ Bản Cà Phê xin kính chào quý khách. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 16 tháng 5 đến 30 tháng 5, cà phê sẽ free từ 6 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ sáng. Mời quý khách ghé lại uống cà phê, ăn sáng, ăn trưa trước khi đi làm tại Dĩ Vãn Cà Phê 2455 Avin Avenue, cà phê Quỳnh Hương cũ. Kính thưa quý vị, quý giám xin trân trọng chào quý vị và cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với chúng tôi, câu chuyện chiều tối Chủ Nhật là người phụ trách là anh Nguyễn Ngọc Mùi. Xin mời anh chào quý vị. Tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn anh. Bản tin mới đầu là gì anh? Bản tin liên quan về sống và đảng anh Nguyễn Xuân Nam. Thì anh nghe tin vừa rồi một trường tiểu học, Elementary School, đã bị một hung thủ mới 18 tuổi thôi. Trong khi mà muốn tổ chức sinh nhật của mình lúc 18 tuổi thì anh ta mua súng một cách hợp pháp. Và cái súng đó anh đã sử dụng để giết hại, lấy đi 19 mạng sống của trẻ em rất là dễ thương và hai cô giáo. Thì sau cuộc nổ súng đó thì quý vị thấy vấn đề súng đạn ở Mỹ thì xảy chuyện ra nhỏ. Chuyện nhỏ. Và câu chuyện cũng là chuyện nhỏ luôn về súng đạn tranh cãi ở trên Quốc hội, vấn đề cấm hay không cấm, quy luật như thế nào, hạn chế sống độc sống ống như thế nào, thì xảy ra giống như hàng năm về người Xuân Nam. Lâu lâu xảy vụ cái bàn cãi rồi lại chìm xuống, lại xảy ra vụ khác rồi bàn cãi rồi chìm xuống. Thế như vậy còn một bên chống và một bên. Một bên đó thì nó ủng hộ, tôi ủng hộ, tức là mọi người dân đều có sống đạn theo cái tu chuyện nào thứ hai. Một bên thì nói bây giờ súng đạn xảy ra nó hàng ngày như vậy và lấy đi nhiều mạng sống như vậy thì bây giờ chúng ta phải sử dụng súng đạn như thế nào, phải kiểm soát nó ra sao, phải kiểm soát nó làm sao đó. Thì ngày hôm nay thưa quý vị thì có một cái dân biểu thuộc của Đảng Cộng Hòa đó là ông Brook như thế nào, thì ông ta lên án rằng là ông bảo vệ súng sau cái vụ mà bắn chết một số trẻ em, là 19 trẻ em và hai cô giáo, rất là thảm thương các bạn. Thì dân biểu một group đó, ông ta bảo vệ thế này: chúng tôi sợ gì, chúng tôi bảo vệ sống và sử dụng sống và có người có sống như vậy thì mục đích là chúng tôi để lấy lại chính quyền của chúng tôi. Vì sao ông ta được tiêu bổ như vậy? Ông ta cũng dựa theo vào cái túi chỉ nạn thứ hai á, cái đó người dân phải có quyền sử dụng sống. Vì sử dụng sống như thế nào? Trong hôm nay tức là Chủ Nhật, ông ta nói thế này: tôi ủng hộ luật an toàn súng đạn vì súng là rất cần thiết để người dân và chúng ta có thể lại chính quyền của chúng ta. Mỗi một khi mà chính quyền có những tên độc tài và một cái chính quyền đó họ độc tài toàn trị để họ lái xã hội chúng ta đi vào một cái đất nước tội tâm hơn, do đó chúng tôi bảo vệ sống và người dân có sống để lại là chính quyền. Đúng chứ anh Nguyễn Xuân Nam? Và ông ta nhận mạnh thế này: chúng ta phải hiểu rằng tu chỉnh đảng thứ hai là gì và tu chỉnh đảng thứ hai nói về điều gì. Ông Brook nói thế này: thì sáng hôm nay thưa quý vị, thì thông thường vậy chúng tôi cũng theo dõi cái cuộc phỏng vấn và những người mà trong Quốc hội hoặc là những người mà có trách nhiệm về xã hội. Thì đặc biệt sáng hôm nay thì tôi theo dõi là vấn đề về tu chỉnh đảng thứ hai do ông Brook nói á, và người dẫn chương trình của đài Fox News đó là Sandra Smith. Khi mà Sandra Smith cũng đưa ra cái vụ mà thảm sát vừa rồi ở trường học Elementary School á, thì thấy thảm thương quá, thì ông Mo Brook ông viện dẫn tu chỉnh đảng thứ hai và ông ta lập luận thế này này: tu chỉnh đảng thứ hai nói về điều gì? Tu chỉnh đảng thứ hai được thiết kế để giúp bảo đảm chúng ta, tức là người công dân luôn luôn có quyền lấy lại chính phủ của mình nếu một chính phủ đó trở nên độc tài. Ông ta nói vậy. Và nếu như mà chúng ta không có sống đảng thì những kẻ độc tài mà lãnh đạo đất nước chúng ta thì chúng ta chịu thua để cho họ lãnh đạo thôi. Đó là chúng ta có sống, bảo vệ quyền công dân của mình, bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ chính quyền của mình. Như mà chưa có nhà độc tài thì có liên tiếp xảy ra những vụ mà trẻ em học sinh bị giết chết. Anh đâu, độc tài đâu chưa thấy, nhưng mà trẻ em bị giết chết thì nước Mỹ chìm hai phe,
anh Bùi nói phe là phe bên, cái luật súng đúng không? Cũng có phe chống. Mà cái điều đầu tiên á, là lần này cái momentum á, cái động lực của phe chống đang gia tăng. Một người dân biểu đảng Cộng Hòa là ông Chris Jacob, xưa nay ông ta là người Cộng Hòa thuần túy, ủng hộ ông Donald Trump và ủng hộ súng, luật súng. Bởi ông Chris Jacob này là được ông Trump tài trợ và cổ động khi ra ứng cử. Và ông là cái người ủng hộ nồng nhiệt của cái vấn đề luật súng. Nhưng sau cái vụ mà bắn chết gần 20 em học sinh tại Texas á, thì ông này xoay chiều. Ông quay ra này chống lại cái cấm, ủng hộ việc cấm bán súng liên thanh, súng trường liên thanh, hạn chế súng. Thì đó là một trường hợp là cũng tương đối gây nổi tiếng xôn xao ngày qua giờ, là ông Chris Jacob, dân biểu Cộng Hòa. Một cái người nhân vật thứ hai cũng đáng để ý nữa đó là ông Mitch McConnell, là chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện. Thì ông Mitch McConnell này nói gì? Ông ta ủng hộ cái giải pháp lưỡng đảng, gây cả nghị sĩ Cộng Hòa và nghị sĩ Dân Chủ, để giải quyết cái vấn đề hạn chế súng này. Đó là một cái dấu chỉ phía Cộng Hòa đang nghiêng hơn về cái luật mà ủng hộ và kiểm soát. Cấm, kiểm soát hoặc cấm, hay là hạn chế, hay giới hạn việc súng trường liên thanh. Đó là một chuyện thứ hai. Hai chi tiết đó. Còn như vậy thì đó là Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà dân chúng Mỹ sao mùi biết không? Thì hàng loạt các cơ quan thông tấn họ chuyển ra cái vấn đề thăm dò dư luận. Thì hãng Reuters Ipsos là một hãng nổi tiếng của trên thế giới này, họ thăm dò là 72% là họ muốn đi là cấm, 72% là cấm hoặc là nâng số tuổi, cấm hoặc nâng số tuổi sử dụng súng trường liên thanh từ 18 đến 21. Đó thì nó cũng là một bước tiến rất là đáng kể. Nhưng mà con số dân Mỹ ủng hộ là 72%, và cũng 67% những người được thăm dò ý kiến á, thì cũng muốn hạn chế việc mà hoặc là không ủng hộ cái việc mua bán cho trung tuổi dưới 21 tuổi cái vũ khí súng trường liên thanh. Như vậy nhìn chung đến bình diện nước Mỹ thì dân chúng nước Quốc hội, dân chủ nước Cộng Hòa, biết không? Thì cái xu hướng mà chưa hẳn là thắng, nhưng mà số lượng người và đảng phái, những cái nhân vật đại diện đó, nghiêng về phía ủng hộ hoặc là cấm súng trường liên thanh, hoặc là nâng số tuổi để sử dụng súng, hay là có những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt hơn về vấn đề. Tôi có một người bạn năm nay là 41 tuổi, luật sư, cũng đi mua súng. Anh ra về thăm của tôi, anh Nam, nó khắc nghiệt lắm, đòi hỏi chứng nhận sức khỏe, khám thần kinh, rồi là tiền án, hồ sơ record tiền án, rồi là sau khi mà được chấp thuận mua súng rồi đó, anh mới làm gì không? Phải học về cái luật sử dụng một súng. Anh kể cho chúng tôi nghe là ví dụ anh có súng, anh bỏ ở cốp xe sau, hay là ở đạn một nơi, súng một ngã, không được bỏ đạn vô trong súng, không được lên đạn, biết không? Anh nói cái nhiều cái thủ tục lắm. Việc mua súng không đơn giản anh Mùi. Tuy nhiên người ta muốn khó khăn hơn nữa, vì không muốn thêm một lần nữa là cái nạn mà bắn giết như vậy đang xảy ra tại nước Mỹ. Cho anh Mùi. Thưa quý vị, có một số người họ vẫn lập luận giống như ông Mark Brooks. Ông cũng nói thế này, vấn đề nếu như mà cấm mà kiểm soát một cách chặt chẽ về súng đạn á, và súng á, luật súng á, thì như vậy là vô tình có những đã vi phạm cái tu chỉnh đạn thứ hai rồi. Vì tu chỉnh đạn thứ hai cho người dân bảo vệ và bảo vệ về chính quyền. Và những người mà sử dụng súng đạn họ không vi phạm về luật súng thì thôi. Ông ta lập luận như vậy. Nếu mà tu chỉnh đạn thứ hai mà mất đi
thì chúng ta cái vấn đề mà chính quyền trở thành độc tài nó sẽ xảy ra. Mà nếu sẽ xảy ra thì chúng ta không có cái gì để bảo vệ cho mạng sống chính mình, cho công, cho cái quyền công dân của mình và cho chính quyền của mình. Có một số người họ lập luận như thế này: nếu như cái vụ bắn súng mà hàng loạt như vậy, nếu như mình có súng chẳng hạn, thì mình có thể nổ súng, mình bắn ngay cái người đang nổ súng đó, thì cái vấn đề mà những người tiếp theo bị chết nó là hạn chế đến những số nào. Nhưng mà thực tế lịch sử cho thấy không? Chưa có chứng minh được điều đó. Chưa không chứng minh được điều đó. Yeah. Cái đó là giống như này, cái luận thuyết đó là ngụy biện. Ta nói có một cái luận thuyết ngụy biện trong thời kỳ cổ đại Hy Lạp là ông A đứng cách ông B 10 mét bắn, không ông B không tới đích, không trúng B. Bởi vì sao? Họ dùng A tới B đó thì chia ra, phân ra làm đôi làm đôi, trước em đi rồi tới C, tới khoảng chính giữa, mà C từ A đến C thì có khoảng chính giữa nữa, mà cái khoảng không gian thì nó vô tận, chia ra vô tận, thì viên đạn không thể bắn tới cái nơi vô tận được. Thì anh kia nó mày đứng tao bắn thôi, có chết không? Có vô tận không? Anh kia không chịu, nói mình phải giải bài tiếng toán này trước khi mình bắn. Thì giải nó trên lý thuyết, cái tự mình nghe là đúng lắm. Chẳng hạn như từ suốt cả mấy chục năm vừa qua, có vụ bắn nào mà thủ phạm bị bắn chết trước khi nổ súng hay không? Nổ súng không? Chưa có tiền lệ trong nửa thế kỷ vừa qua. Vậy thì anh đề cập vấn đề mà không có trong thực tế, mà không thể xảy ra trong thực tế, thì đề cập làm quái gì? Mà thưa anh Nam và thưa quý vị, thì đây là một vấn đề rất là nhạy cảm nữa. Trong cái mùa bầu cử giữa mùa sắp tới nữa, Nguyễn Xuân Nam, đây là vấn đề để cho hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, họ đưa ra cái issue này. Mà quý vị thấy trong thời gian vừa qua, các cái đài truyền hình mà lớn ở Nguyễn Xuân Nam đưa vấn đề này ra hàng ngày, hàng giờ. Nguyễn Xuân Nam, đây là vấn đề chính trị rất là nhạy bén cho hai phía đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Ngay cả cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã đổi giọng. Thì trước đây là cũng bảo vệ luật sống ở Nguyễn Xuân Nam, bây giờ ông ngược lại, cũng xoay chịu thôi, tức là phải có những cái luật khắc khe hơn nữa. Cái đó là vấn đề của cái luật sống hiện nay đang tranh cãi rất là mạnh liệt ở tại Hoa Kỳ. Rồi, ok, thank you Bùi. Chúng ta sang cái bản tin thứ hai, Bùi. Rồi, bây giờ quý vị còn nhớ là bà Conway, George Conway và hai vợ chồng hả? Tức là bà là một trong những cố vấn rất là thân cận đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Và trước năm 2016 là bà Conway này là một trong những người mà vận động chuyển dịch cho cựu Tổng thống Donald Trump. Và nhiều lần trước khi mà cựu Tổng thống Donald Trump chưa phải là Tổng thống á, là còn một nhà bất động sản mà nổi tiếng nhất á, thì dự định ra tranh cử năm 2016 á, thì có những lần ông Donald Trump đã lo sợ không muốn ra. Tại vì cái lý do thì sao? Tại vì ông gian dịu nhiều quá với cô phụ nữ, phải không? cũng nhiều lần cũng bị cáo buộc về tấn công về tình dục nữa, phải không? Do đó ông là thôi chắc có lẽ là ra nghi quá, phải không? Sợ tấn công quá. Đó. Do đó bà Conway đã một lần khuyên ông ta nói là tôi biết rằng cái điều đó có thể xảy ra, nhưng mà tôi biết mà, nếu như ông ra thì ông bao giờ ông chịu thua đâu. Đó. Do đó ông phải nên ra đi. Ông ta nói là bà ta khuyên ông như vậy. Do đó cuối cùng thì ông Donald Trump cũng chấp nhận lời bà Conway đưa ra. Thì trong cuốn hồi ký của bà Conway ra mắt sách của bà, tức là Here's the Deal. Thì cuốn sách này thì một số người ta nói rằng là trong đó có nhiều vấn đề thuộc về lĩnh vực gia đình của ông Trump. Và có thể rằng là nâng cấp cái vấn đề cái chính trị của cô ta và có thể có lợi cho cô ta trong việc sách hay là trong việc trong cuộc đời của cô ta nữa. Thì cô trong cuộc hồi ký cô có thể viết rất nhiều, nhưng trong đó có những cái phần mà có thể là người ta chú ý nhiều á, là phần thứ nhất là thuyết phục ông Donald Trump nên ở lại cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2016. Và cái điều thứ hai mà làm cho ông Trump rất là cay cú và gay gắt, và ông Trump nói nếu như mà nếu thực sự mà có điều đó thì ông ta không có thể, ông ta không kết bạn và ông ta không quan hệ với bà Conway nữa. Thế mặc dù là bà Conway trước đây với ông Donald Trump giống như tuy tuy hai mà một, tuy một mà hai, kiểu như vậy. Thế bà nói thế nào
và nói cái cuộc bầu cử của năm 2020 là trên mặt pháp lý thì ông Trump đã thua rồi. Nhưng từ xưa nay bà không quay, bà không dám nói như vậy, mà trong cuộc bầu cử bà nói như vậy, thì khi mà nói như vậy thì ông Trump ông phải tức giận như thế nào. Cái điểm nữa là ông nói không, trước khi khác thì mới trên mặt pháp lý thì ông Trump thua, thì trên mặt pháp lý như thế nào anh? Đó, trên mặt pháp lý thì cuộc bầu cử bây giờ đại trực cước đó không, đó là chuộc chiến 2020 mà. Ok. Đó. Rồi trong cuộc hội kỳ đó thì bà có đề cập đến người con rể của ông Donald Trump, đó là Jared Kushner. Và trong cuộc hội kỳ đó ông nói thế này, bà nói thế này: sợ gì năm 2020 mà ông thua trong cuộc tranh tài và tranh cử với là ứng cử viên tổng thống Joe Biden là do chuyển dịch tranh cử và cái nhóm là vận động tranh cử của ông Trump làm yếu quá và chê trách như vậy. Ok, thì trước mắt á, thì vấn đề năm 2016 thì bà nói thế này: trong cuộc mà Here's the Deal, ông ta thuyết phục ông Trump trở lại cuộc tranh cử 2016. Bà nói thế này: tôi biết mà, ông không bao giờ sẽ thua đâu. Là tôi nói với ông ta vào thời điểm đó. Nhưng tôi cũng biết là ông ta cũng không muốn bỏ cuộc. Vì sao? Vì ông lo sợ rằng nếu như tôi ra tranh cử thì những chuyện bê bối của tôi với những người phụ nữ khác họ sẽ làm lớn chuyện đi, và một số trường hợp tôi đã bị cáo buộc về tấn công tình dục phụ nữ rồi. Do đó bà nói ô cái chuyện đó mà chắc là hôm qua đó, do đó ông là người không bao giờ bỏ cuộc, do đó ông cứ ra cho tôi đi. Ông Trump đã nghe theo lời đó. Nhưng khi mà trong cuộc hồi kỳ đó thì ngay người phát ngôn nhân chính thức của ông Donald Trump đó, Liz Harrington, nói về tờ Daily Beast rằng cái tuyên bố của bà Conway nó không đúng sự thật, là sai hoàn toàn, làm chim cậu chuyện ông Trump mà nghe lời bà Conway. Ông đâu còn nghe ai đâu, người dân nào. Ông thích là ông nói, ông thích là ông làm thôi, không có ai mà cổ vẫn, không có ai nói. Rồi cổ vẫn cho vui vậy thôi, chứ không có ai cổ vẫn, không ai nói ông nghe hết trơn á. Rồi Candace Conway trong cuộc hội kỳ thì Here's the Deal là bà đã nói thế này: theo pháp định vào năm 2020 đó, thì bà đã thừa nhận rằng là cựu tổng thống Donald Trump đã thua một cách hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, và bà đã đổ lỗi rằng sợ gì là ông Donald Trump thua là vì chiến dịch của ông ta là kém quá, bà nói như vậy. Bà còn nói tiếp thế này, bà viết tiếp chứ: việc từ chối thừa nhận những thất bại của một số người thân cận đối với cựu tổng thống Trump đã khiến cho ông Trump có một ảo tưởng rằng bằng cách nào đó ông phải chiến thắng, có nghĩa là đảo ngược lại cái kết quả bầu cử. Nhưng mà thực sự khi nghe ông ta có những kế hoạch mà đảo ngược cái cuộc bầu cử đó, thì cái thời ông này đại mưu mô phải không? Kinh hoàng. Ông ta là người là leo lại cái cuộc mà đảo ngược cái cuộc bầu cử, là chứng tỏ khi một cuộc điện đàm của ông với là ông trưởng văn phòng của cuộc bầu cử ở Georgia là ông Jeff Emberger đó, trong hơn một tiếng đồng hồ luôn, ông ta nói thế này: làm thế nào kiếm cho tôi một phiếu, hơn một phiếu, tức là 11.780 phiếu, tức chỉ cần hơn ông Biden một phiếu, tức là đảo ngược lại là cuộc chiến thắng ở Georgia rồi. Đó. Thì hiện nay thì Washington Post đã có được bản sao của cuốn sách là Here's the Deal của bà Conway rồi. Và đồng thời ở trong cuộc hồi kỳ đó, bà ném đá
người con rể của ông Donald Trump, đó là Jay Kushner, như thế nào. Về Kushner thì bà ta viết thế này này: không có chủ đề nào mà anh ta coi là vượt quá khả năng chuyên môn của mình. Thứ nhất là cải cách tư pháp về hình sự. Cái thứ hai, hòa bình về Trung Đông. Ông là con thoi hòa bình Trung Đông, anh có nhớ không? Cái đó là ông Donald Trump ông tự hào là ông là một trong những người có như về Trung Đông gọi là bất ổn bấy lâu nay rồi, mà khi mà ông lên và được con rể ông làm được cái điều này mà. Nào, điều thứ ba nữa là biên giới về phía Nam và phía Bắc, tức là những cuộc di dân ồ ạt vậy, tức là lệnh cấm và đồng thời xây bức tường. Rồi các cái câu chuyện binh và opioid. Thì quý vị thấy thời kỳ đó tránh chấp vấn đề opioid rất là nhiều. Cộng giống như cái về các câu chuyện binh á, tức là muốn cả cách về câu chuyện binh như thế nào, tức là đem phúc lợi nhiều về câu chuyện binh. Nhưng còn một điều mà quý vị còn nhớ là khi mà ông Donald Trump gây quỹ về từ thiện á, thì cái quỹ có cả cái câu chuyện binh á, rồi ông bị thâm thủng ba câu chuyện này hết trơn, cho ông bị phạt nó sao nào, thế làm sao mà nói chuyện. Rồi bên cạnh đó là cải cách về big tech và doanh nghiệp nhỏ, đó là bà ném đã là Kushner, tức có nghĩa là Kushner không có đủ khả năng mà cho mình có khả năng để vượt qua những cái đó. Đó là một sự nguy hiểm cho một quốc gia như sao nào. Rồi nếu các cuộc tấn công của sao Hỏa mà lọt qua cái radar, thế như vậy cuộc tấn công thành công của người con rể là Jay Kushner cũng đúng đó trong rồi. Anh nhớ được ông Donald Trump cũng tự hào rằng là coi như là ông có cái quân đội SpaceX đó, cái không gian lên số Hỏa này kia nào á. Đó, bây giờ cũng nghe mất rồi anh Nguyễn Xuân Nam. Thì đó là những cái gì mà bà Conway nói về người con rể của cựu tổng thống Donald Trump, đó là Jay Kushner. Bà nói tiếp thế này: nếu anh ta đọc sai hiến pháp ở một khía cạnh rất là quan trọng, khi anh ta nghĩ rằng tất cả quyền lực không được trao cho chính phủ liên bang mà dành cho một vị tổng thống. Do đó có những sự nguy hiểm như vậy. Đó là những cái gì mà bà cô ta kể trong cuộc hồi ký của cô ta về những cái nhân vật ở trong tòa Bạch Ốc, đồng thời sự liên hệ giữa bà ta với ông Donald Trump. Thì bây giờ trong cuộc hồi ký đó, bà nói về chồng bà như thế nào? Thì anh nhớ trong cái thời kỳ đó là chồng á cũng là Conway, Conway George, chồng là ông Donald Trump, cho ông Trump là những người kém là không hiểu biết nhiều vân vân, phải không? Còn bà Conway, Kelly Conway thì ủng hộ ông Donald Trump. Chồng đi đường chồng, vợ đi đường vợ. Chồng một đường, vợ một nẻo. Như vậy con gái một đường. Con gái một đường luôn. Thế quý vị thấy không biết là thời kỳ mà trong suốt 4 năm thời kỳ mà trị vì của cựu tổng thống Donald Trump á, thì biết bao nhiêu gia đình cũng chào xáo, cũng chia rẽ, là cũng lộn xộn vậy. Đặc biệt bây giờ là nói vấn đề Kellyanne Conway như thế nào. Bà nói thế này: bà có những cái lời lẽ gây gắt dành cho chồng mình trong cuộc hồi ký của bà, tức là hồi ký Here the Deal á. Bà nói thế này: cô ta phàn nàn gây gắt với chồng của mình, người nổi lên như một nhà phê bình bảo thủ lớn nhất về cựu tổng thống Donald Trump, đó là Ansel đưa tin như vậy. Bà ta nói thế này: trong đời tôi có hai người đàn ông, người đàn ông thứ nhất là chồng tôi, người thứ hai đó là sếp tôi, là boss của tôi, đó là ông Donald Trump. Và người boss của tôi mà nói thế này, tình cờ người boss của tôi trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Và nói như vậy. Thì một trong những người đó, ai là người bảo vệ tôi? Bà nói không có ai cả, không phải là George Conway là chồng tôi, mà đó là ông Donald Trump, là người đã bảo vệ tôi. Thì anh thấy đặt trên bàn cân à, thì như vậy là bàn cân nó mà nặng về ông boss nhiều hơn về chồng mình. Đặt về cái hạnh phúc, đặt về cái vị trí trong xã hội, thì bà nghiêng nặng về vị trí trong xã hội và nghiêng nặng về bên ông boss nhiều hơn. Thì đó cũng khó ha. Dạ, cũng khó. Thì bà nói như vậy, thì có hai người trong đời tôi, đó là người chồng và
ông boss của tôi. Nhưng ông boss của tôi bảo vệ cho tôi nhiều hơn là ông chồng. Tại sao bà nói như vậy? Bà mô tả ông chồng bà như thế này. Ông chồng của tôi là nham hiểm. Là ít nhất trong một thời gian có hai trường hợp mà tôi kể cho quý vị nghe sau đây. Bà nói như vậy. Một lần tôi hỏi anh ta một cách đơn giản và bình tĩnh thôi. Anh đang làm gì đó, anh George Conway. Thì lần nào tôi cũng nhận được một câu trả lời giống nhau. Bà làm việc cho một tên điên không à? Ừ. Nói như vậy. Bà còn nói thêm thế này. Ông George, chồng tôi, nói với tôi một cái giọng lớn và một giọng nham hiểm lắm. Thì giống như mọi người thử, ông George đã làm trong thời gian này như thế nào, luôn luôn ông chống đối, ông boss của tôi. Và ông hình như là ông rất là độc ác. Bà nói vậy. Đêm này qua đêm khác, tôi làm quần quật ở tòa Bạch Ốc. Một ngày bần rộn mà trở về với công việc. Do đó khi mà về nhà, tôi còn phải lo rửa bát, rửa chén và chăm sóc chú chó, giặt giũ. Rồi vân vân. Nhiều chuyện chúng tôi đã làm nữa. Nhưng chồng tôi thì ông lén lút ông vào phòng riêng của ông. Ông làm việc. Ông làm việc cái gì? Một lúc làm việc là ông chống đối boss của tôi. Ông nói vậy. Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề mà khi mà trong cuộc hồi ký của bà Ann Conway, bà nói thế này, năm 2020 là trên mặt pháp lý thì ông Trump đã thua rồi. Thì ông Trump nghe như vậy, ông Trump rất là khó chịu, ông Trump rất là giận dữ. Ông nói này, nếu thật sự mà bà Conway nói như vậy á, thì bà đã không xứng đáng để cho tôi có một sự quan hệ nữa. Đó là gần gũi nữa. Bà nói như vậy. Thì ông nói tiếp theo này, Kellyanne Conway chưa bao giờ nói tôi vấn đề đó trong cuộc bầu cử. Và nếu như cô ấy có nói như vậy, thì tôi đã không đối xử với cô ấy lâu hơn nữa. Vì cô ấy đã nói sai. Và nếu cô ấy nói sai thì nên hay quay về lại với chồng cũ khùng điên của cô ta đi. Đó là lời giận dữ của ông Trung về cái lời nói của bà Conway trong cuộc bầu cử năm 2020 là ông Donald Trump trên mặt pháp lý đã thua rồi. Ông Trung sau đó đã đăng lên những cái tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử năm 2020 và quảng bá cái bộ phim mới của mình chế giễu rộng rãi về cuộc bầu cử đánh cắp và những cái lá phiếu đó đã dành cho ông Biden và ông Biden đã chiến thắng. Cái bộ phim đó đã được là Dinesh Shura thực hiện trong cuộc bầu cử năm 2020 có tính cách gian lận. Thế như vậy thưa quý vị, thì cuộc hồi ký của Conway có thể thứ ba này trong tuần tới thì ra mắt. Chắc là mình sẽ mua cuốn này coi nó thú vị. Câu chuyện bên trong của chính phủ Trump như thế nào. Tiếp theo bản tin của anh Mùi thì chúng ta quay chút xíu sang chiến cuộc ở tại Ukraine và vấn đề lần này cũng nói chiến cuộc vừa qua chúng ta nói rồi. Nhưng lần này mình nói đến cái chuyện là liên quan đến ông Tổng thống của nước Nga là ông Putin. Tôi đọc mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn được sống tại Mỹ. Mặc dù có những lúc mình hơi buồn phiền về cái quốc hội Mỹ hiện nay. Nó tệ quá. Nhưng mà cái xứ sở Mỹ làm sao căn bản tự do. Anh cứ nhìn nước Nga xong á. Anh sờ đến mức nào. Anh thấy cái sống tại Mỹ là một cái privilege, một đặc ân. Anh biết tại sao không? Tôi bảo ông tin này. Thì tại cuộc họp quốc hội thì có hai nhà dân biểu của Nga đứng lên chê trách là người ta đổ máu quá nhiều, chết quá nhiều và thất bại tại Ukraine. Cho nên chúng ta kêu gọi phải rút quân ngay lập tức ra khỏi Ukraine. Thì cuộc họp chưa xong,
chuyện mà rút quân ra khỏi Ukraine thì chưa xảy ra. Nhưng mà hai ông này bị đuổi ra khỏi cuộc họp. Mà hai ông này là thành phần quan trọng là đảng đốn thuộc cái phe của Putin. Đúng không? Và bị đuổi ra khỏi cuộc họp. Như vậy chúng ta thấy là gì? Không có tiếng nói đối lập tại nước Nga. Ở đây mình nói thoải mái, đúng không? Nghe cả ông Tổng thống Trump, Tổng thống Biden, mình có thể chỉ trích cái thoải mái. Nhưng mà nếu ở Nga như vậy á, ta coi như tàn đời. Cho nên khi mà đọc như vậy á, chúng ta cảm giác các cái phúc lợi, có những cái phước được sống trong chế độ tự do như tại Hoa Kỳ. Chúng ta có quyền, ngày xưa đó ở Sài Gòn tôi năm 19 trước 75 á, một chút mình đã tự do nhiều rồi. Nhưng một chút mà căng thẳng thôi đó, thì cũng nhắc hành ở thang. Tôi vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở. Nhưng đến bao giờ tôi mới nói được điều tôi ước mơ. Ông nhắc hành vẫn tố chính quyền Việt Nam là chưa tự do. Anh thấy không? Nhưng mà chính quyền Việt Nam lúc đó là quá tự do rồi. Nhưng mà chưa đủ ông nhắc hành. Thì nếu cỡ như ông nhắc hành mà cho qua bên Nga sống đó, với thằng Putin đó, thì ông mới... Thì ông than thế nào nữa? Ông than thế nào nữa? Nhưng mà khi ta so sánh như cái đời sống như vậy đó, thì anh mới thấy rằng cái mà anh có hiện nay đó, được sống tại Mỹ là một phúc đức trong đời sống của mình. Bởi vì anh được quyền tự do tối đa, gần như tuyệt đối để trình bày những quan điểm chính trị của anh. Dù nó đối lập với Tổng thống, đối lập với tiểu bang, đối lập với một đảng phái nào đó, anh không ai đụng chạm tới anh, đúng không? Cái đó là cái... Thì cái chuyện đó là chuyện, cái chuyện hai nhà dân biểu tại Nga bị đuổi ra khỏi cuộc họp, cuộc họp của quốc hội và bị kỷ luật, bị bị gì là bị nó kêu dán nhãn chụp mũ đó, Brandt thì dán cái nhãn chụp mũ là gì, traitors, phản bội, những tên phản bội này, kinh hoàng không? Kinh hoàng không? Làm sao dán sống như Hà Nội, giống Sài Gòn và sống như Mặt Tư Khoa? Okay, như vậy là con ngược lại mới bắt bắt hang này sang Nam, nếu như mà anh phản đối như vậy đem ra chạy ngay. Ok. Rồi một cái tin thứ hai quý vị cũng đọc thêm chút xíu. Bây giờ Putin bị ung thư nặng lắm. Hình như giờ đang 3 vòng 4 vậy rồi. Thì hiện nay đó ông có hai vấn đề phải lo. Vấn đề nhất là khối tài sản bao nhiêu tỷ, khổng lồ. Khổng lồ đó, có là một trong người giàu nhất thế giới này. Thì sẽ lọt vào tay ai? Người tình. Đó là một cái câu hỏi rất lớn. Tài sản ông đang che giấu ở đâu, cất giữ ở đâu, và sẽ lọt vào tay ai? Tại ông đang bị ung thư nặng mà. Người ta nói ông chưa chết ngay lập tức đâu, nhưng mà nó có thể tính ra chỉ một vài năm. Thứ hai nữa, nếu ông chết thì cái ngai vàng của ông đó ai thừa hưởng đấy? Nó lọt vào tay ai? Và cái quan trọng hơn nữa, nước Nga thời kỳ hậu Putin sẽ như thế nào? Và cuộc chiến Ukraine có còn không? Thì có thể nói rằng nước Nga đang đứng trước một giai đoạn rất là đầy rumors, là tin tức nghĩa là bên vỉa hè chạy kinh khủng lắm. Và cái điều nữa đó là người ta hỏi ông Draghi. Ông Draghi là ai? Là thủ tướng Ý. Vừa qua ông có nói chuyện với Putin. Ông kêu gọi Putin mở cái đường đi cho tàu hàng hóa của Ukraine chở ngũ cốc, trên 20 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt lại tại Ukraine, không xuất cảng được, và thế giới đang bị đói. Cho nên ông Draghi là thủ tướng Ý gọi điện thoại cho ông Putin đề nghị cho một cái hành lang an toàn để tàu chở mà ngũ cốc đi ra. Thì ông Putin này nói một câu này: tại sao không có cái đội ở đây? Anh xóa cán vận thì tôi mở hành lang an toàn. Thì ông Draghi lắc đầu, đến giờ này cũng không thay đổi được Putin. Thì ta thấy rằng ở cái nhà độc tài nó rất là kinh hoàng. Thì cái chuyện chiến tranh thì bây giờ không biết chừng nào kết thúc.
maybe đến lúc mà ông Putin chết sớm á, thì cuộc chiến có thể kết thúc. Mà chúng ta thấy là, đọc qua đó mới thấy là phúc đức cho những người nào được sống trong đất nước tự do. Bởi vì không, anh không có nói được, không nói được ý mình được. Trở lại mùi. Để tiếp tục những cái bản tin sau đây nữa thưa quý vị, thì trong một mùa bầu cử dự mùa sắp tới thì bây giờ cũng còn một số tiểu bang đã bỏ phiếu ra Việt Nam, là kiểu như Pennsylvania, Georgia vân vân, Ohio. Thì một số mà thành viên mà thân cận với Donald Trump mà được ông Trump ủng hộ, thưa quý vị, thì có một số ứng cử viên đó thì cũng được thắng cử và một số bị thất bại ê chề như thế nào. Thì bây giờ qua cái cuộc trắc nghiệm vừa rồi ở các tiểu bang Georgia, Pennsylvania, Ohio chẳng hạn, thì bây giờ một số những người mà cốt lõi trong đảng Cộng hòa, người ta không, bây giờ người ta không giữ im lặng nữa, người ta nào. Thứ nhất, người ta có những lời nói không mấy tốt đẹp cho cựu tổng thống Donald Trump. Và thứ hai nữa, họ sẵn sàng, họ nói lên cái điều gì mà họ muốn nói, và họ sẵn sàng, họ ủng hộ cho những ứng cử tri của đảng Cộng hòa nào mà họ muốn ủng hộ. Trước đây họ e dè như thế nào. Anh thấy giống như cựu tổng thống George W. Bush phải đâu lên tiếng nhiều, phải không? Hay là những giống Mike Pence cũng không lên tiếng. Thế bây giờ họ lên tiếng như thế nào? Thì một số thành công của cựu tổng thống Trump ủng hộ cho các ứng cử viên, thì như là J.D. Vance ở Ohio chẳng hạn, hay là Doug Mastriano ở Pennsylvania chẳng hạn, thì những người đó thì họ đã chiến thắng được trong cái vòng sơ bộ giữa đảng Cộng hòa với nhau. Tôi đã làm việc với văn phòng địa lý để biến hạt Santa Clara thành một mô hình kiểu mẫu trên toàn quốc về việc truy lùng những kẻ xâm hại tình dục qua việc nhanh chóng dùng DNA để điều tra, làm việc trực tiếp với cảnh sát và lãnh đạo cộng đồng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp San Jose trở thành thành phố lớn, an toàn nhất. Mà họ có tiếng tăm không được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ. Tại vì sao họ không được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ? Tại vì những người này họ không lắng nghe và không nghe lời cựu tổng thống Trump, có nghĩa là không trung thành với ông Donald Trump. Do đó ông Donald Trump ủng hộ. Bởi vậy do đó ông J.D. Vance trước đây ông đã đăng chống đối ông Donald Trump như vậy không đâu. Nhưng sau này ông thay đổi. Do đó ông Donald Trump thành ra này, không cần biết trước đây là chống đối tôi, nhưng mà cuối cùng ông trở về với tôi thôi. Đó là lời ông khoe khoang và tự hào như vậy. Nhưng thực ra có những người chống đối, họ chống đối luôn. Đó, giống như Mastriano chẳng hạn. Ông Mastriano thì ông này có một đồng quan điểm với cựu tổng thống Donald Trump. Thì ông trình bày luận án master của ông trước đây khoảng là 20 năm á, thì ông đã cũng có cái ý định là dùng quân đội để kiểm soát xã hội. Cũng có một cái đồng quan điểm, do đó cựu tổng thống Donald Trump sẵn sàng ủng hộ. Thì tuy nhiên một số thách thức của ông Donald Trump ủng hộ cho một số ứng cử viên đảng Cộng hòa trong vòng sơ bộ mà lại thua, thì như ở Georgia chẳng hạn, thì thống đốc liên thống đốc bang Georgia là ông Brian Kemp, tức là ông đã thắng đối thủ của mình một cái tỷ lệ rất là xa, đó là ông David Perdue. Mà ông David Perdue tức là được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ thắm cách xa lắm. Vì vậy do đó cựu tổng thống George W. Bush là cựu tổng thống George W. Bush, cựu phó tổng thống Mike Pence và cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey là ông Chris Christie đã lên tiếng và vận động một cách rõ ràng cho thống đốc của tiểu bang Georgia đó là Brian Kemp. Brian Kemp đã chiến thắng, bỏ xa một tỷ lệ rất lớn mà người là David Perdue, ông Donald Trump đã ra sức ủng hộ, và thậm chí ông Donald Trump đến từng chọc ra cổ vụ nữa. Cái lá bùa của ông Trump hết linh rồi. Bên cạnh đó là theo ông Brian Kemp thì bây giờ ông sẽ dành được thời gian để ông đấu với là ứng cử viên dân chủ trong cái vòng run-up đó là Stacey Abrams trong vòng mùa thu này. Còn thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng giống như thượng nghị sĩ Rand Paul, bây giờ hai thượng nghị sĩ này cũng ra mặt rồi.
ra mặt như thế nào. Ông Mort Brook á, mà chúng tôi nói là ông bảo vệ sống á, thì ông Mort Brook này không được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ, là endorse á. Thì bây giờ là ông Ted Cruz, tôi là thượng nghị Ted Cruz và thượng nghị sĩ Rand Paul ra mặt ủng hộ, tức đi ngược lại với ý của ông Trump. Như vậy họ ra mặt một cách là rõ ràng như vậy. Rồi còn ông Christie, thì ông nói thế này, ông Christie nói thế này: chúng ta là phải Đảng Cộng Hòa ngày mai, chứ không phải là Đảng Cộng Hòa của ngày hôm qua, tức là Đảng Cộng Hòa của ông Trump. With no Trump. Dạ, là no Trump. À. Còn bây giờ là ông Mike Pence, tức là cựu phó tổng thống của thời cựu tổng thống Donald Trump, bây giờ ông đã lên tiếng thách thức là ông Trump, Donald Trump rồi. Tại vì ông Mike Pence ông cũng có ý định ra tranh cử vào năm 2020 xuân năm. Và ông Mike Pence, cái mối tức giận của ông vẫn còn đó, tức là khi mà tấn công vào Capitol Hill, đòi giết Mike Pence, tìm kiếm Mike Pence giết mà đòi treo cổ Mike Pence đi. Do đó cái mối hận ông vẫn còn đó. Bởi vậy do đó hiện nay, tức là ông Donald Trump làm như vậy đã làm cho Đảng Hòa rơi vào trong cái cảnh hỗn loạn như hiện nay. Tại bây giờ có một số người đang muốn ra, rất là tiềm năng ra tranh cử vào tòa Bạch Ốc, nhưng bây giờ ông Donald Trump chưa tuyên bố cách rõ ràng, do đó không dám ai, bên Đảng Cộng Hòa không dám ai chưa tuyên bố ra, nhờ chưa dám bỏ ra như thế nào. Bởi vậy do đó bây giờ Đảng Cộng Hòa hiện nay đang chia rẽ và rất là lộn xộn, và ý tưởng của cựu tổng thống Trump thì dường như bây giờ là một số thành viên Đảng Cộng Hòa nòng cốt nhất, họ đã lên tiếng và họ nhận cái lời lẽ thẳng thắn với cựu tổng thống Trump và không còn thiện cảm nữa. Tôi đọc một bản tin họ nói là những thành phần, một số khá lớn những người trước đây ủng hộ Trump đó, bây giờ bác áo, rút lui, không ủng hộ Trump nữa. Dạ, quay lưng luôn. Quay lưng với ông Trump. Thì tôi nghĩ cái điều này nó xảy ra sớm hay muộn thôi thưa quý vị. Thì không cần phải xảy ra sớm mà chúng ta nghĩ. Yeah. Thì có một số người hỏi ông Trump sẽ ra ứng cử tổng thống không? Tôi nói, nãy có nói một câu rất là hay. Ông Trump rất sợ mang tiếng là thất bại. Cho nên trong giai đoạn hiện nay, cái sự tín nhiệm của ông Trump xuống rất nặng nề. Tôi không nghĩ ông Trump đủ can đảm để ra ứng cử lần nữa. Ông sẽ lấy một lý do nào đó để back out, để rút lui. Bởi vì sao? Nếu ra tranh cử, ông không chịu nổi cái thất bại. Bây giờ ông còn cho những người đồ đệ, những người cận thần, những người làm ăn chung với ông ta. Ông cấm đi cái quan điểm là coi ông là bị thua cuộc chạy đua tổng thống với ông Biden. Và vẫn coi ông làm tổng thống. Em thấy không? Cho nên có nghĩa là ông sợ, rất là sợ cái thất bại. Đau khổ thất bại lắm. Và ông không dám thừa nhận là ông thất bại. Làm sao ông dám ra lần nữa? Trong khi cái uy tín ông bây giờ đang xuống, số lượng Đảng Cộng Hòa ủng hộ rút lui từ từ, cử tri đã thua rồi, không? Thì tôi không nghĩ rằng Trump dám ra lần nữa. Tôi nghĩ là như vậy, chúng ta chờ xem. Thì ông tôi nói thế này, mà trả lại tôi thua sao? Năm 2016, nhưng đến năm 2020 tôi có thêm 20 triệu là phiếu nữa, thì làm sao tôi thua được? Và ngay cả bây giờ, ngày hôm qua, ở tại Texas, khi mà có cái buổi rally của cựu tổng thống Trump thôi, ông vẫn tuyên bố rằng ông là chiến thắng. À, đương nhiên. Và coi như là cuộc bầu cử năm 2020 là cuộc đánh cắp và gian lận. Cả thế giới đều hiểu, chỉ mình ông ta không hiểu. Không hiểu mà thôi. Mỗi điều có cái và có là thế này, khổ nộ đến những người cần thân của ông ta làm cho điều đó, ông ta hoang tưởng. Đó là sự thật. Và sự hoang tưởng đó luôn luôn ông nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Và cái hoang tưởng đó đối với ông Trump là trở thành thật. Bây giờ thêm, với chủ cuối cùng còn một tính là vui là Nguyễn Xuân Nam. Cái đó quý vị, nếu cho quý vị ở nhà, nếu cho một người hàng xóm mà nhờ quý vị tưới hoa, tưới cây, săn sóc cây, cỏ, khi mà tới đi vặn thì phải nên cân nhắc một tí, phải bảo cho những người hàng xóm biết là ông A là bà B nhờ tôi tưới cây, tưới hoa đây nghe. Còn mà nếu như mà âm thầm ra mà tưới như vậy thì coi như nó coi chừng là bị bắt, bị bỏ tù. Thì câu chuyện như thế này ở Alabama, đó quý vị. Thì ông này là một mục sư da đen. Thế ông bị bắt vì đã giúp đỡ người hàng xóm. Ông tôi nói thế này, tôi là một nhà thuyết
thuyết giáo tại Vision Abundant Life, mục sư ở Salacut, Alabama. Sau khi mà tôi làm lễ ở nhà thờ mục sư Tin Lành, thì tôi trở về nhà thì thay áo quần rồi xong xuôi rồi ăn uống, bắt đầu ra nhà bên cạnh á, nhà đối diện của tôi á, thì tôi lấy cái vòi tưới nước á, tưới cây những cái cây hoa mà tôi còn thích hoa nữa, thấy đẹp quá tôi tưới cây sang trong hoa này kia nọ, thì cứ tưới cây như vậy ấy. Thì một cái bà hàng xóm mà nói ông là ai mà ông qua tưới cây đây, nếu như ông là ai ông chứng minh cho tôi ông là ai, có thể là ông cho tôi xem giấy tờ tùy thân nào này được hay không. Thì ông tôi nói không, tôi không có giấy tờ tùy thân ở đây, mà thời điểm này tôi đâu có phạm tội gì, tôi đâu có vi phạm gì mà bắt tôi xuất tên giấy ra tùy thân. Sở dĩ tôi qua đây tôi giúp cho người hàng xóm của tôi này, họ đi ra khỏi thành phố này cho tôi tưới cây tưới hoa để qua sắp nhà cho bà ta, phải tưới hoa để cho cái hoa này được đẹp và cái cỏ được sống này, từng đó thôi à. Thì bà này bà không chịu. Thế ông, thì nếu ông nói như vậy thì ông chứng minh cho tôi. Thì bà nói ông này không, tôi không có giấy tờ chứng minh, mà tôi đâu có vi phạm cái gì đâu mà tôi phải đưa xuất tên giấy tờ chứng minh, mà tôi là mục sư đây, nói vậy, tôi là luật sư Jamie đây. Thì bà này bà không chịu, bà vào vừa về nhà bà gọi cho cảnh sát. À, thì khi mà cảnh sát đến thì ông này vẫn lên tiếng như vậy. Tôi nói làm chứ, tôi làm chứ có tội lỗi mà tôi phải xuất trình giấy tờ. Thì ông cảnh sát xuống nghe như vậy, thì nghe ông này lớn tiếng này, cái viên cảnh sát cũng nổi đỏ lên nữa. Thì ông biểu cái ông ấy cấm đài đi. Thì ông này lỡ miệng ông nói, coi như cảnh sát bắt đầu dần giữ nó trong tay liền, bỏ lên xe. À, thì cái bà hàng xóm nói thôi, ông này ông có vi phạm gì hết trơn à, thôi đừng bắt ông ta nữa. À, thì ông cảnh sát nói không, ông này là chống đối cái hành vi của ông, chống đối do đó ông phải bỏ tù, ông phải đi tù thôi. Bỏ lên xe ông lên đến báo cảnh sát, lên báo cảnh sát xong vấn đề sự vụ ra xong thì xét ra thì ông này thực tế là ông giúp cho người hàng xóm, và cái nhà ông đã đối diện cái nhà đó, thì chứng tỏ là như vậy thì ông được thả ra. Nhưng sau khi thả ra thì ông ta cũng nói thế này, dẫu sao đi nữa thì tôi là mục sư, mà nếu như bắt bớ mà không có lý do mà chỉ có tưới cây mắc tôi bỏ tù cho thế này á, thì như vậy nghĩ sao đây? Ừ. Thì đó câu chuyện như vậy ở Mỹ đó quý vị. Thì do đó quý vị cũng không nên khi mà mình giúp đỡ những người hàng xóm mà mình thông báo những người khác không biết thì Nguyễn Xuân Nam. Tôi là Nguyễn Ngọc Mùi đây, tôi là Nguyễn Xuân Nam đây. Tôi có giúp nhà ông Nguyễn Xuân Nam để tưới cây này, giữ nhà này, để cho người hàng xóm biết cả. Từng ngày lý do. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chiều Chủ Nhật với Nguyễn Ngọc Mùi. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị. Chúng ta hẹn gặp lại trong lần tới. Kính chào quý vị và chào anh Mùi thưa anh. Xin chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới. Và xin chào anh Nam.